Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức. Thì hàng cũng đã về được mấy hôm rồi, thì hôm nay lại có cơ hội và thời gian để review cho các bác biết lên sóng cái bộ ốp mạ chrome đèn hậu của Kia K200, K250 cũng như là Kia Bongo 3. Đây là một trong những cái phiên bản đặc biệt mà từ trước đến nay, mình nói cho này luôn nhé, trên thị trường Việt Nam ít khi về hàng này, mà có về đi chăng nữa thì nó sẽ không bao giờ có hàng chuẩn auto như này. Bên Hàn Quốc thì cũng như là nói với các bạn, chia sẻ các bạn từ trước đến nay rồi, các bác rất là nhiều rồi, nói đi nói lại rồi, là vấn đề như này, cái đồ chơi bên Hàn Quốc nó có rất nhiều loại, nếu các bác mà cứ đi về giá thì các bác sẽ không bao giờ có được sản phẩm chuẩn mà tốt. Còn nếu các bác là những người sành về đồ chơi thì các bác phải nhìn tận mắt và sờ tận tay. Còn hàng từ trước nay em bán ra ngoài thị trường cũng như gửi về cho các bác các tỉnh thì là nói trước từ hôm nay rồi, hàng nào em nói luôn hàng đấy, có hàng KDM bảo KD, auto bảo auto và hàng OEM bảo OEM. Trên thị trường hiện nay Việt Nam về đã rất nhiều tràn lan đồ chơi, nhưng mà có thể là do về mặt sản phẩm cũng như là thị trường thì một số đơn vị vẫn đang lưu hành rất nhiều cái đồ hàng gọi là hàng OEM. OEM là như nào mà nó không có thương hiệu, đồ mạ thì cũng ok, chất lượng thì cũng ok, cũng sản xuất tại Hàn Quốc đấy nhưng mà độ bền cũng cao. Tất nhiên là ngược đổi ngược lại thì giá thành nó rất là rẻ. Và trước mặt các bác đây xin giới thiệu đó chính là bộ ốp đèn hậu của Kia K200, K250 bản đặc biệt. Bản đặc biệt các bác nhé. Đặc biệt nó bởi như nào thì trước mặt các máy quay các bác đây, các bác nhìn là biết. Full option luôn, full từ cái đèn hậu, viền bên ngoài đèn hậu này, full lẫn trong đèn hậu đấy. Đèn hậu đặc biệt auto xịn của nó sẽ như thế này. Có đấy, Trung bảo được không? Bên này rồi. Đấy, bao gồm cả những cái này luôn. Hỏi xem bác đời bao nhiêu Trung? Con này của bác đời bao nhiêu? Đời 2018. Lavada đời 2018 à? Có đấy anh. Đấy, đèn hậu này. Đây anh vào nhà này, cho em check trong máy cho. Đây, đèn hậu nha, xịn nha. Đây, mã vạch đây. Em bác đầy đủ đây các bác nhé. Đây, hàng auto xịn này. Đấy, full bộ, và các bác nhìn này, các bác hình dung ra là nó sẽ lắp ở vị trí nào rồi ạ. Đấy, nhà sản xuất là đánh dấu tất cả các loại vị trí cần lắp ở cái đèn hậu. Đấy, rất là đẳng cấp và đẹp đúng không ạ? Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì nhớ liên hệ với mình nhé. Bộ ốp nội thất full option của 250 hàng xịn auto. Đấy, số lượng không có nhiều. Bác nào mà kết bộ này thì nhớ liên hệ cho mình sớm. Hàng trên này thì bảo hành cho bác trên 25. Đấy, khác hoàn toàn với những hàng trên thị trường hiện nay. Đấy, nó khác hoàn toàn với KD các bạn. Đấy, nó quá đẹp và cấp dày, dày mịn luôn. Đấy, cả cái màng đằng sau, chỗ tay cầm thùng, rồi cả cái màng này nó đằng sau có đường luôn. Đấy, cảm ơn các bạn đã đến với video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ vào đúng cái cửa hàng phụ tùng ô tô Nhật Đức nha, có cái cà phê ship này. Đấy, các bạn vào không đúng cửa hàng thì các bạn đã nhầm cửa hàng rồi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.